Dạ, Ngọc Huyền xin kính chào tất cả các bà con. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày đầu tiên là tới tối quá rồi. Cả gia đình của Ngọc Huyền đi ăn barbecue thôi. Quý bà con, cô bác theo dõi bữa barbecue gọi là ăn nhẹ. Ăn nhẹ buổi tối vậy, ăn kịch không? Dạ, ăn nhẹ buổi tối xong rồi đó là cả nhà Ngọc Huyền đi về nghỉ ngơi. Và bây giờ thì cuộc hành trình du lịch ở trên tàu gọi là Gondola Ride. Đây. Rồi, kính chúc tất cả quý bà con, cô bác của chúng ta mừng ăn phát đạt để mà có tiền đi chơi du lịch vui vẻ, hạnh phúc, thành đạt bên gia đình luôn nha. Rồi bây giờ thì là đang ở Gondola Ride. Và đây là chút nữa là cả gia đình của chúng tôi sẽ đến mua vé để đi cái này. Anh quay cái cảnh này cho em nè. Đây là cảnh tại Venetian. Venetian nha. Đó, đây là resort casino. Dạ. Giống ý không? Giống ý quá luôn. Dạ, ok, rồi thôi mình đi. Đi nha. Đi qua bên này nè. Đi qua bên đó nha. Dạ rồi, con giờ con mời bố mẹ, mời má Bảy. Bố ơi đi, bố ơi, cả nhà mình đi nha. Má chỗ này đẹp không? Quá đẹp luôn. Má Bảy đó quá đẹp luôn. Dạ. Dạ. Má thích là được rồi. Má ơi, nhưng mà khi nào mà đi mà mỏi giò thì nói con là ngừng nha. Để mình ngồi nghỉ. Chị, ở đây là nó tới là mấy ngàn cái shopping. Dạ, mấy cái ngàn cái shopping ngay cái khu này không có, chị thấy đó. Là mình tha hồ vô đây mình shopping luôn. Rồi mình đi du thuyền luôn. Ồ, có trà Việt coffee kìa. Ông xã, có trà Việt kìa, chữ trà Việt đăng lên kìa ông xã. Oh, so cute không? Đó, có người Việt mình đây nữa nè. À, trà Việt coffee tea. Dạ. Dạ. Hồi năm khoái lắm, được đi chơi. Dạ. Mình sẽ đi hai thuyền. Dạ, mình đi hai thuyền. Một thuyền 4 và một thuyền 5. Và bây giờ thì quý bà con cùng với gia đình Ngọc Huyền vừa đi shopping nè, vừa đi du thuyền nè. Dạ. À, tụi con quyết định nó có hai cái tour lận. Một cái tour ngoài trời nữa. Với là tôi trong đây mà em nghĩ đi tôi trong này nó mát. Tôi ngoài trời. Phụ nữ mình sợ nóng lắm. Nắng. Wow, ở đây là một cái cửa hàng họ bán những cái đồ kỷ niệm nè. Dạ, rồi tiệm bánh nè. Ở đây nó có nhiều bánh lắm á tụi con. Thấy không? Chị Sáu, nó có những cái hiệu nổi tiếng này chị Sáu. Muốn ngồi nghỉ tí không? Ngồi, cho má ngồi đó. Mỗi giờ thì ngồi chút xíu. Nó có nè chị, Louis Vuitton ha, Jimmy Choo, Joe ha, Burberry nè, Tony Brush. Anh bao lâu tới cái chỗ ngồi đi thuyền vậy? Chỗ mua vé, mình đi mua vé sẵn đi. Dạ, không, mình phải qua bển mình get line mua. Giờ này thì vắng, đừng có lo buổi chiều mới đông. Dạ, giờ này thì được, mình get line không có đông lắm. Không có, mình mua vé này mình đi luôn nè. Nó không có cho mình mua vé trước. Đó, chụp hình đi. Quá trời cảnh đẹp luôn. Chút nữa chúng tôi sẽ đi trên dòng sông này nè. Dạ.
Rồi ông xã tắt đi ông xã. Rồi nha, nhìn con nha. 1, 2 and 3. 1, 2 and 3. Rồi, đợi con tí nha. Dạ. 1, 2 and 3. Ông đứng ông hát đó thấy không? Không có thấy ổng. Thôi được rồi, em sẽ gửi qua Zalo. Anh ơi đi ngõ nào anh? Ngõ này nè ơi, đi xuống, không có đi qua cầu. Rồi bây giờ tiếp tục hành trình đến chỗ mua vé và lên đại bên, lên tàu luôn phải không anh? Tới chỗ rồi phải không anh? Đi nữa hả? Nhưng mà chỗ này đẹp quá nè. Wow, cái này giống như là một quảng trường lớn vậy đó nghe. Trời ơi, các shop bên các hiệu ở đây nè. Anh có hỏi họ không? Đi đâu? À, đừng tới này hả anh? Yeah. Anh cứ nói đi đâu, sao đâu, em thâu tiếng Anh luôn mà. Ông ngoại muốn đứng đây không? Con đứng đây chụp cho ngoại tấm hình. Nè, ông ngoại với ba đứa nhỏ, vô đây chụp tấm hình. Hà Nam, vô chụp với ông ngoại nè. Ông ngoại, Hà Nam, Vũ, ba người đi. Dạ, ba Tý vô luôn đi ba Tý, đứng đây đi anh chụp cho. Dạ, thưa cả nhà ta, thưa quý bà con, và bây giờ thì cùng với Ngọc Huyền đi xuống tàu nha. Chúng ta sẽ đi chiếc tàu như vậy nè, và mỗi chiếc tàu như vậy chỉ có được 4 người thôi. Dạ, thì bố mẹ một Ngọc Huyền với má Bảy với chị Ấm sẽ ngồi một thuyền. Còn cặp đôi của chúng tôi như là chị Sáu, anh Sáu, tôi và chồng tôi sẽ ngồi một thuyền. Dạ, và bây giờ chúng tôi get like đây. À, mặt get like không có lâu, bởi vì mọi khi đó, đợt trước đó Ngọc Huyền chưa bao giờ đi thuyền này luôn. Bởi vì đợt trước đó ngồi đợi là 2 tiếng đồng hồ. 2 tiếng đồng hồ. Cho nên là cuối cùng là Ngọc Huyền không có. Dạ đúng rồi mẹ. Dạ, để con mở sao đâu, con không biết mở. Thôi không cần. Không cần, chơi giang hồ luôn. Chơi giang hồ luôn. Bây giờ con sắp xếp vậy nha. Bố mẹ má Bảy với chị Ánh sẽ ngồi một thuyền. Cặp đôi anh Sáu, chị Sáu với con với lại anh Tư sẽ ngồi một thuyền. Để tụi con quay qua được với bố mẹ hết. Rồi bên này thì anh Sáu, chị Sáu sẽ qua quay được cho con. Ủa mới mua hả? Ủa bao nhiêu tiền vậy? 2 cái. Ủa 2 cái hả? Ủa tưởng vui nha. Ủa con lại tưởng mới mua chứ, thì ra mẹ Liên đem 2 cái, 1 cái ra cho má Bảy, má Bảy đeo cái này được, còn mẹ con phải đeo cái này. Đúng rồi, đeo cái này đi ca mồi quá. Cái này đi ca mồi quá không. Dạ. Anh Sáu, chị Sáu ngồi với con để anh Sáu, chị Sáu quay qua lại với tụi con chụp hình luôn. Còn bên đây tụi con được quay về lại với chụp hình với cả nhà mình. À, đợi chút xíu tới rồi mẹ. À, excuse me. Không, em muốn hỏi là mấy giờ đi trên này khoảng bao lâu? 15 phút. À, ok, 15 minutes. Đã ơi, 15 phút. Wow trời, họ làm một cái này không lắm, thật sự là đáng công sức lắm. Là nơi đây đó, Venetian đó là một cái hotel casino resort ở tại Las Vegas. Nhưng mà là họ làm như là một nước Ý thu nhỏ, mà đặc biệt là một Venice, một cái ốc đảo của Venice thu nhỏ. Và nơi đây đó là chúng ta có thể đi ride như vậy nè. Đó rồi chúng ta đi tham quan các nơi. Anh họ yêu cầu họ là Turbo Next nha. Làm sao? Turbo Near đó, hai cái chiếc tàu gần nhau. Ờ thì tất nhiên rồi. À, để cho mình quay. Mình quay phim, mình chụp hình. Rồi, bốn người trước. I want to do together. Thì
She wanted to vote together picture. For the take picture on the video. So vote back to back. Back to back. Yeah. You can ask them. Yes. Yeah. You can ask. Yeah. Yeah. I không thì bây giờ mình sẽ hỏi nè. Nó đi gần nhau hơn một tí. Bây giờ mình quay đi, chị quay được few minutes. Má ơi má, nhìn lên nè má ơi. Bố ơi, ngước mặt lên. À, nó riêng mình. Tới riêng mình. Hi, Giorno, good morning, benvenuti, welcome to Venice. Yes. You notice my name, I'll be your gondolier. Your gondola has arrived. When you board, as you just saw, don't step on the edge of the gondola. Yeah. Step over the edge of the gondola to the inside stair. If you step on the rim of the gondola, you go for a swim. The gondola will tip and so will you. And I heard you can sing. Right this way. Có chừng em. So from the carpet here, over to the inside stair there. Okay, thank you. Perfect, just like that. Over the rim to the inside stair, Capitano. Thank you. Perfect, grazie. To that inside stair, signore. Bravo. Inside stair, oh, don't step there. Over the rim. Bước qua đây. Bước qua đây nè. Bước qua đây nè. Bước qua đây. Anh quay bước, bước qua đây. Anh quay chị. Bước qua đây. Bước xuống chân đây. Nhà bước xuống. Người nào. Seat belts, everybody, seat belts. Seat belts. Yeah, seat belts, seat belts, seat belts. And smile for paparazzi, picture time. Rồi, chuẩn bị chụp hình kìa, cười kìa. What's up with you two, right over here, guys? Sát lên anh, sát lên anh. Này, đi, đi cầm đơn này lại, đi con go la la là tình là. One, two. Hi. Này. Rồi nói đi, nói đi. Dạ thưa cả nhà, và bây giờ thì chúng tôi đã lên thuyền rồi. Đó. Đó, anh Sáu đang quay chuyện mình kìa. Đó. Thưa cả nhà, vợ chồng chúng tôi đã lên thuyền rồi. À, thuyền cặp đôi này rất là đẹp, anh Sáu, chị Sáu với vợ chồng tôi. Còn thuyền cặp đôi bên kia hơi bị kỳ. Hai ông bà già thì ngồi với nhau, hai bà già bắt đầu ngồi với nhau. Dạ, đã hy vọng là cùng đi gặp nhau. Cái đi nhanh lắm mất tiêu rồi. Cuối cùng là mình muốn để chụp hình cho bà già mà không được, lấy như cho bà già cũng không được luôn. Dạ chị đáng chị công nhận không chị? À, bố em nói chứ cái tiết tiền không có đi, em nói đâu có gì đâu bố, là chị thấy công của người ta rồi người ta cùng dừng lại người ta hát hò cho mình nghe đó, không đi uổng phí đi. Đợt trước đó, chị Sáu thấy không, em đến đây rồi. Nhưng mà em ghép lai 2 tiếng đồng hồ. Nội mua vé không á, là phải ghép lai nửa tiếng đồng hồ. Rồi hỏi họ là thời gian bao nhiêu lâu mình tới. Thì họ nói rằng đó là 2 tiếng đồng hồ mới tới, cho nên nói thôi, ê, tụi em đi về. Rồi. Này, anh không nói gì hết, để em đưa qua cho chị Sáu nói. Đúng rồi, đưa. Sao gắn vô áo cho em chị Sáu? Nó có cái kẹp á. Không thì cứ gắn đi rồi. Rồi nó nói gì thì nó nói. Ê, quên, mình nói gì thì mình nói, nó thôi vô thôi. Dạ, nhưng mà em với chị tương tác là ổng làm thinh không à, ổng nói gì chứ. Đẹp quá. Cái cảm xúc như thế nào nói đi. Cảm xúc thì mình đang ở bên Pháp ha. Ôi, mình tỷ rồi, tỷ bè rồi, chúng ta đã gặp nhau rồi, hỏi tụ rồi. Dạ. Đó, đây nữa chụp tấm hình chung nha. Bà nội với mẹ Liên đeo kính đẹp quá. Dạ. Bà đi nó bà hát cho đi du thuyền. Đó là. Gondolier. Sing for tips. Okay, I sing for you. Yes. Hát á là mình bo đó. À, yes. Swim, Marichica.
đang đi du thuyền, rồi người bơi thuyền đưa mình đi du thuyền rồi lại hát nhạc cho mình nghe. Đẹp lắm quý vị ơi. Giống như là một nước Ý thu nhỏ lại. Trên là bầu trời giả, lúc nào cũng mát. Quay lại cho anh chị. Giờ sẽ quay lại cho anh chị nè. Wow, đẹp quá luôn anh chị của em ơi. Nhìn em nè chị Sáu ơi. Italian prayer of good life for you. Thank you. Bravo. Good life, smooth sailing, and happily ever after. Yeah. And where do you visit us from? From California and from Vietnam. Vietnam, California. See. What part of California? Orange County. Orange County. So these are friends visiting you from Vietnam, and you bring them to Vegas. They want to go Vegas. They have never been here before. Ah, bravo! No more Vegas virgin. Yes. Chị thường người ta đi kỷ niệm ngày cưới hoặc là những vợ chồng mới cưới á là đều đi đến Vegas. Ở bên Ý đó để đi chơi những này nè. Chỗ này là chị em mình là đi thu nhìn ngắn gọn nhỏ lại. tình không anh chị của em. Vậy là bây giờ anh chị với hai vợ chồng em tụi mình hẹn hò đi Ý nha. Đi Ý cặp đôi thôi nha. Bỏ mấy bà già ở nhà. So in Venice, it is good luck to share a kiss with one another under bridge. Hiểu không anh, là ở bên Ý á, trong cái tàu á mình hôn ở dưới cái cầu hên lắm, may mắn là hôn nhau. Dạ hôn nhau. Bravo. Đó. Đó rồi lúc anh chị hôn em tắt video rồi. Hôn gái, hôn gái. Dạ. Dạ. Anh em quay cho anh chị đẹp lắm nè. Giờ tới anh chị quay lại cho em nha. See in Venice. Yeah. Back here. Bell Tower of Venice, just like Venice. Yeah. The only thing we leave out, hundreds and hundreds of pigeons swarming all around. Yeah, thank goodness. Đây quay cho hai người hôn bên đó hả? Dạ, được rồi chị. Được rồi, rồi em quay về đủ rồi. Here. À, cái cầu mới đẹp, cái thuyền này. Cái người mới... vua chúa hay... Mới cưới á, đám cưới thì sẽ dùng cái thuyền này. Đặc biệt. Dạ, anh cắt nghĩa cho anh chị nghe. Ở hồi nãy cái cảnh này luôn. Lễ cưới đây được, ở trên tàu. Dạ. Okay. Chị ơi, chị coi kìa, nó để những cái hình nè, Spider-Man nè. Đó. Nó làm những cái chỗ này là giống như một cái chỗ thư viện vậy đó. Now you know where Batman. Đi đây rồi, bây giờ đòi đi Ý phải không? Anh Thái đòi đi Ý phải không? I can't look up in Gotham, it would not be right. Ý đẹp lắm, Ý đẹp lắm. Venice. Cái đằng sau này là thiết kế giống như là văn phòng của chính phủ. Dạ. Đó, bên Ý. Giống như văn phòng chính phủ bên Ý. Cái bên này là cái tháp với đồng hồ. À, cái tháp đồng hồ đó. Đó là bên Ý vậy đó. Oh yeah. Oh yeah. Ông nói ở đây khác biệt, ở bên Ý là ở bên đây nó không có con chim nào bay trên trời. Không có một con chim nào bay trên trời á, đúng rồi, tại trời trần giả. Đổ cái khối bên sàn bên trong mình lớn lắm mới khó. Cái khác biệt ở đây ở ngoài thì ở ngoài trời, không khí ở ngoài trời có thể nóng, với lại nó nắng, nó đâu có độ che đâu. Dạ. Nhưng mà mình đi ra ngoài trời thì mình đi nhiều rồi, mình đi đây thì nó theo cái một cái phong thái mới khác. Mình muốn thì ngày mai mình đi ngoài trời. Ngoài trời lúc nào cũng đi được mà. Che hết luôn. Không, ngoài trời thì nó có từ mấy giờ đến mấy giờ anh? Cũng giống nhau.
Ồ, nó có ban đêm luôn chị. Ban đêm mình đi dạ, được. Dạ, mình muốn tối thì mấy chị em mình đi để cho ông bà già. Cho nên em mới nói không có đi uổng lắm, phải đi để mình biết. Đó, đây, họ hát cho mình nghe nữa. Xong rồi. Chúng tôi đã tham quan sông Grand Canal Shopee bằng thuyền Morgan Bank. Cắt hai dục ở đây hả? Trời ơi, có. Nó để em được rồi. Bom Em gửi tặng ổng thêm, ổng hát nhiều cho mình. Em mấy người kia hát có một bài à, hát cho mình nhiều bài quá. Nhận ra em hả? À, khán giả nhận ra em kìa, quay quá. Chị ơi, coi phim sầu riêng của em chưa? Sầu riêng? Có rồi hả? Có tập 3 chưa? Đúng rồi, nhớ coi phim sầu riêng 1, 2, 3 luôn nha. Tập 3 mới ra rồi, cảm ơn. Cảm ơn chị. Dạ, thank you. Thank you so much, grazie. Grazie, em học được rồi đó. Grazie là tiếng Ý, cảm ơn. Grazie. Grazie. Hả? Chị kìa. Ồ, chờ chụp hình với em hả? Tại từ đâu đi ra nhưng mà thôi thấy rồi. Đưa cái máy lên dạ. Chụp cho chị. Ok. Đứng ở đâu cảnh là đẹp bên đây là đây. Lấy cái này đó. Okay. À, đây em đi. Em cầm cho, em quay cho. Chị ở Utah, chắc em cứ tới tìm chị kỳ trước hát ở Utah, Salt Lake City á. Ồ vậy hả? Khán giả hâm mộ độc quyền đây. Ồ vậy hả? Khán giả đâu biết đâu. Đây. Gặp nhau ở bên Las Vegas. Dạ, cảm ơn chị. Mới thấy trên ở Việt Nam. Việt Nam với Phương Dừa đó. Dạ đúng rồi. Nó đi vòng vòng. Dạ. Nó duyên ghê. Cảm dạ, cảm ơn chị gái. Nhớ xem phim sầu riêng giùm em. Dạ, hôm trước có thấy cô Thanh Tuyền cover các bài đó. Đúng rồi, em cảm ơn nhiều lắm. Cảm ơn chị. Dạ, đi chơi vui vẻ. Ủa rồi, may mắn mình đâu rồi? Ok, kia. Dạ. Đi. Em thấy ông hát nhiều quá thôi cho thêm ổng tiền. tặng ổng tiền, ổng thêm tiền. À, chị thấy chưa? Bây giờ xếp hàng nè. Mình nói mình đi sớm, may mắn không có thấp nè. Nè, mẹ với má nè. Mẹ với má thấy không? Hồi nãy bây giờ xếp hàng rồi kìa. Hồi nãy con với Ti là xếp hàng có 5-7 phút thôi. Bây giờ nè, phải nửa tiếng. Dạ rồi, xong rồi bắt đầu thuyền là nó sẽ ngồi deadline là lâu lắm. Dạ. Bây giờ cả nhà mình sẽ đi shopping vòng vòng ở đây. Xong rồi là 1 giờ là đi ăn. 12 rưỡi. Mình còn nữa. Có nói chuyện với lại Tuấn chưa? Xong hết rồi. Tại vì sợ Hà Tiên nó đói. Lên trễ 1 giờ đi. Nó quen, quay lại nó quen. Chị Sáu vô luôn. Tiến vô luôn. Nãy giờ phụ nam và phụ nữ qua vô, chị Sáu vô chị. Dạ. Không, bây giờ mình nhờ ai chụp gia đình mình ta? Thôi mình đi chỗ khác đi, chụp chỗ này hoài cái những cảnh đẹp chụp đi. Dạ. Rồi đi. Rồi chiều nay mình đi bờ La Do mình chụp. Dạ. Rồi, và bây giờ thì thưa quý bà con cô bác, chúng tôi kết thúc cái chuyến du hành ở trên thuyền ở tại Venice. À, tại Venetian, nhưng mà chúng tôi nói là chúng tôi đang ở nước Ý, Venice, trong một cái khoang cảnh thu nhỏ, và hẹn sẽ review cho tất cả quý bà con cô bác xem nước Ý thiệt tình, Venice thiệt tình nha.
và hãy theo dõi kênh YouTube nghệ sĩ Ngọc Huyền Official của Ngọc Huyền ủng hộ và xem phim show của Ngọc Huyền màu màu nói nè mẹ có đó, cái đầm màu nói đó mà làm nhiều phim nữa để đáp tạ tạ tình yêu của tất cả quý vị và một gành đường quá gọi là ủng hộ nhau về tinh thần và gửi tặng nhau những nụ cười. Thưa quý bà con, đã đính tính off rồi cái video này nhưng mà thôi, Ngọc Huyền sẽ quay thêm một đoạn về cảnh đẹp ở dưới này nữa mà Ngọc Huyền mới phát hiện. Mời quý bà con cùng đi theo Ngọc Huyền. Dạ được. Wow. Có chữ tình yêu dưới này nha. Bây giờ chúng ta cùng trao nhau tình yêu. Mẹ Liên đang quay kìa mẹ Liên. Con ơi, cả nhà mới ăn sáng đó, cho nên là bây giờ cả nhà đang chụp hình ở Venetian, con có muốn xuống đây chụp không? Rồi hãy 1 giờ rưỡi hãy ăn con đó, tại vì 1 giờ sớm quá. Gia đình chúng tôi đang ở Venetian. Trời, chắc chút xỉu. quay hai bà già kìa, mẹ của tôi là đứng đó, hai bà mẹ của chúng tôi không quay nữa, quay động quá anh, quay đi lên đi xuống nè, ở đây cảm thấy nó đẹp quá, để quay cho cái gì không biết. Chào quý bà con cô bác. Đó, Ngọc Huyền đã là dẫn quý bà con cô bác tham quan một cảnh đẹp ở tại Venetian nha. Và đây là ở dưới đây tự nhiên đi xuống có một chữ love, tình yêu. Và Ngọc Huyền trao hết cả những gì tươi đẹp nhất, lời chúc đến tất cả quý bà con cô bác nha. Đặc biệt là trong trái tim ta lúc nào cũng có chữ thương, chữ yêu thì chúng ta sẽ vượt qua được tất cả mọi trở ngại buồn khổ hoặc là mọi vấn đề nan giải trong cuộc sống này. Trong trái tim ta lúc nào cũng trao nhau yêu thương và từ từ quý bà con cùng chiêm ngưỡng với Ngọc Huyền nha. Và bây giờ thì đang chuẩn bị vào mùa pumpkin, tháng 10 là tháng Halloween, cho nên là ở đây họ trang trí cái bối cảnh như thế này. Sao ông ngoại con mệt hả? Không có mệt hả? Đang quay bố quay với con khỏe đó không? Hồi nãy đi thuyền vui không? Thích không? Tốn tiền. Tốn tiền. 10-15 phút hả? 10-15 phút tốn 1 triệu đồng hả? 1 triệu đồng tiền Việt Nam. Gia đình 8 người tốn 8 triệu đồng. Tiền tiếp nữa, cho người ta 1 triệu nữa là 9 triệu. Bên kia bố mẹ cho nhiêu? 5 đồng. Cô đó không có hát nhiều. Cái ông này hát nhiều cho tụi con đó, cho nên tụi con gửi tiền tiếp nhiều. Dạ. Rồi khán giả đã nhận ra Ngọc quá Huyền. Quá vui. Nên hãy Ngọc Huyền giật đầu chào. Chụp quậy vậy đó mới giống. Rồi. Mẹ Liên quá, mãi đỉnh. Hả? Mẹ Liên bố ơi, bà đi chụp tấm hình ngay đây nè bố, đẹp nè bố. Đó. Đó đó, chị Sáu ngồi luôn đi. Ngồi đi, coi cả nhà mình vô ngồi chị. Ủa, hai đứa nhỏ đâu rồi? Hà Nam. Con lôi em đi con. Dạ đúng rồi. Chơi riết giờ cởi áo cởi xong. 1, 2, 3 Ông ngoại bỏ ly nước qua chéo cái chân lại Hà Nam. Chú kia nó bắt chéo quyết ông ngoại nè Hà Nam. Dạ. Rồi bây giờ không bây giờ phải xích qua bên tí. Dạ. Lùi qua. Chị lùi không, qua. Không bây giờ vô giữa đi mẹ với má Sáu vô giữa đi. Trời ơi, giỡn hoài cô. Nước uống. Xích qua nữa. Tấn ông ngoại con, xích qua nữa. Xích cho anh Sáu. Rồi ôm ông ngoại kìa Hà Nam, để cho ông ngoại lẻ loi vậy. Rồi nhìn con nè. Nhìn con nè cả nhà. 1, 2, 3. Đẹp quá rồi.